thái cũng không có cái hoạt động gọi là khai bút đầu xuân đâu, nhưng mà tại vì hôm nay Thái học cái ngôn ngữ mới thì học tiếng Trung đó, các bạn cũng biết là cái vấn đề luyện tập là những cái yêu cầu bắt buộc và liên tục, không chỉ học một tiếng Trung hay là bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy. Chính vì vậy mà Tết đến thì mình cũng không được lơ là, mình phải dành thời gian để luyện tập lắm thì mình mới nhớ được, không thì mình sẽ quên hết. Thì hôm nay mình sẽ khai bút đầu xuân. Thì Thái cũng có học, ta học một cái khóa học về tiếng Trung á, thì các bạn có biết là học khóa học thì họ cũng sẽ cho mình những cái cuốn giáo trình, nhưng mà học trong cái giáo trình thì nó rất là cứng nhắc, nó rất là nhàm chán, và thực sự là nếu như mà bạn học một ngôn ngữ mà bạn cứ follow theo những cái giáo trình á, hoặc là follow theo những thầy cô, thì đảm bảo là không sớm thì muộn bạn cũng sẽ từ bỏ thôi. Học một ngôn ngữ là bạn phải xuất phát từ cái đam mê, từ cái thích thú, từ cái ham muốn khám phá của chính bản thân mình. Thì nhân hôm nay cũng thì bởi vậy đó là cái cách Thái học tiếng Trung, tức là bình thường Thái sẽ ngồi cái suy nghĩ vấn vơ một vấn đề gì đó, xong rồi tự nhiên thấy rất muốn quan tâm tìm hiểu về nó và Thái sẽ tìm hiểu nó học tiếng Trung, giống như là vấn đề hôm nay. Thì năm 2020 là một năm đầy biến động của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, với sự xuất hiện của cái dịch Covid, nó gần như thay đổi trật tự thế giới luôn vậy, nó tạo ra những cái biến động rất là kinh khủng. Nhưng mà trong cái bối cảnh chung của toàn thế giới u tối và phức tạp như vậy thì Việt Nam lại là một điểm sáng hiếm hoi, với những cái mức độ tăng trưởng rất là ấn tượng, rồi cuộc sống người dân thì vẫn yên ổn, ấm no, hạnh phúc, không bị dịch tàn phá đến nỗi mà tan hoang như những quốc gia khác. Thái nghĩ rằng là cái mà cũng Thái thì cũng như báo đài nói á, thì cái nguyên nhân chính là sự đồng lòng đoàn kết chống dịch của toàn đảng toàn dân. Chính vì vậy mà hôm nay Thái muốn nói đến cái chủ đề đoàn kết. Thì nhắc đến vấn đề đoàn kết thì Thái sẽ nhớ ngay, hay ta cùng nhớ ngay đến câu nói nổi tiếng của Bác Hồ, đó là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Vậy câu này mình sẽ nói tiếng Trung như thế nào? Đây là cái phần chữ tiếng Trung của câu trên. Thì chữ ở đây Thái biết là chữ phồn thể. Thì khi học tiếng Trung á, các bạn sẽ gặp một cái vấn đề cũng tương đối là khó khăn đó, đó là nó có hai cách viết. Cách từ truyền thống, từ xưa, từ thời nhà Hán tới giờ là cách viết theo kiểu chữ phồn thể, và cách viết mới là khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập và những năm 50 á, họ mới để mà có thể mà giúp cho người dân có thể học chữ nhanh hơn và dễ dàng hơn, họ đó đề xuất cái chữ giản thể. Thì khi chúng ta học bây giờ, chúng ta học theo Trung Quốc đại lục, theo Bắc Trung thì chúng ta sẽ học chữ giản thể, nhưng mà chữ phồn thể nó có cái nét sang, nét đặc biệt của nó, nên đối với những trường hợp đặc biệt như là tên người hoặc là những cái gì đó trang trọng thì chúng ta sẽ sử dụng chữ phồn thể. Và hiện nay một số quốc gia như là Hồng Kông hay là Đài Loan hoặc là người Trung Quốc ở hải ngoại họ vẫn dùng chữ phồn thể, nó vẫn là hai cái đang cạnh tranh và nó cũng tạo khó khăn cho mình, nên mình học mình phải nhớ cả hai. Thì cái chữ đoàn kết mình nói tiếng Trung sẽ là thoản chế, thoản chế, thoản chế, ta thoản chế. Còn cái chữ thành công mình sẽ nói là chứng cung, chứng cung, chứng cung, ta chứng cung. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thoản chế, ta thoản chế, chứng cung, ta chứng cung. Đó. Nghe tiếng Trung nó kết thúc vậy các bạn. Thì khi mà mình học một cái từ mới như là từ thoản chế, mình có thể phát triển ra những cái câu khác để mà mình học được nhiều hơn. Ví dụ như cái câu này, thoản chế chiêu sư ly lẹt, nghĩa là đoàn kết chính là sức mạnh. Thoản chế đoàn kết chiêu sư chính là ly lẹt sức mạnh. Hoặc là thoản chế chi lại ly lẹt ta, đoàn kết lại sẽ tạo ra sức mạnh lớn. Hoặc là thoản chế phấn dẫu bá chi tí rến, đoàn kết bạn bè đánh lại kẻ thù. Cái câu khá là tính cổ động. Thì trong tiếng Việt chúng ta cũng có nhiều những cái câu thành ngữ, tục ngữ nói về sự đoàn kết. Ví dụ như câu là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, di bị mã bù dầu, sử bi mã tân trừ tẩn trừ. Hoặc là cái câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây trùng lạnh họ không cao. Thì hiện ở đây mình chỉ có cái câu tiếng Hán của câu trên thôi, không biết mình không tìm không ra nên từ từ mình sẽ hỏi lại cái thầy của mình ha. Câu này là tủ mù bù chẳng liễn, tức là độc mộc bất thành lâm. Vì sao tiếng Hán là tiếng Hán Việt rất là hay, độc mộc bất thành lâm là một cây làm chẳng nên non. Ok, thì thay cho
hơi kết thúc của năm cũ và đón chào năm mới. Gửi lời chúc cho toàn thể mọi người với cái câu chúc quen thuộc ha, cung chúc tân xuân vạn sự như ý. Cái này Khánh Quân như khi nào mình thấy cũng chưa biết đọc như Khánh sao, từ thấy hãy đọc lại ha, đại loại là cung chúc tân xuân vạn sự như ý. Ok, tạm biệt bạn, chào chị.